Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài etude trong giáo trình của tôi, etude vô trưởng. Bản đoạn này chúng ta lưu ý ở hai ô nhịp đầu tiên, đó là sử dụng dấu âm giải và dùng ngón P, I, M, A để thể hiện. Chúng ta sẽ mỗi hai ô nhịp đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ luân phiên ngón tay ở hai ô nhịp tiếp theo nữa. Sang dòng thứ hai thì chúng ta sẽ lưu ý về kỹ thuật nhảy ngón, có nghĩa là chúng ta sẽ các ngón tay nó sẽ di chuyển liên tục và các ngón nó sẽ nhảy, nó sẽ di chuyển khó hơn, nó sẽ không theo cái trình tự thông thường nữa. Chúng ta lưu ý là sẽ đánh theo đúng số ngón tay người ta yêu cầu, có nghĩa là người ta đi ngón 1 thì dùng ngón 1, ngón 4 thì dùng ngón 4, ngón 2 thì ngón 2, vân vân.